Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đưa ra cho mọi người một lá số hiện đang làm việc trong lĩnh vực về thể dục thể thao. Cụ thể thì bạn này đang là cái người mà giảng dạy đào tạo về bộ môn vật tự do MMA hay là BJJ. Một người mà cũng được rất nhiều người biết đến, cũng có cái danh tiếng và cũng có rất nhiều cái bằng khen, những giấy khen. Các bạn thấy cái tổ hợp cung mệnh có bộ sao phong cáo tượng cho những cái bằng sắc. Mỗi người được nhiều người biết đến, tam hợp nó có đào hồng hí này, có bộ sao thiên không này, nó thể hiện cho cái danh tiếng, cái sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình. Và đây là cái cách số của những người làm thầy, mệnh nó hay có cái bộ sao ân quang thiên quý này, cung thần nó có bộ sao hóa khoa, không thể tránh được cách số của người làm thầy. Mệnh này thì cái tổ hợp của bộ sao vũ khúc đóng ở cung thìn, đây là một cái cách mà đấy, vũ khúc nó ở trạng thái miếu vượng, thế nên nó thể hiện đầy đủ tính chất của bộ sao vũ khúc. Đây là cái trạng thái, cái thế đứng rất là đẹp của bộ sao vũ khúc, nó sẽ thể hiện được tất cả cái tài năng của bộ vũ khúc này. Cái mẫu người mà văn võ toàn tài, mà mặc dù bạn này làm trong cái lĩnh vực về võ nghiệp, binh nghiệp, thể dục thể thao, thế nhưng mà bạn này vẫn có cái năng khiếu về nghệ thuật, vẫn có những cái tài năng, cái khả năng ăn nói rất là giỏi, rất là khéo. Đó là cái tài năng đặc biệt của bộ sao vũ khúc này. Làm việc gì thì người ta cũng có một cái tài năng ngoại giao, xây dựng các cái mối quan hệ ở bên ngoài. Thế nên là cái người vũ khúc này đôi môi thường hơi mỏng, nó thể hiện cho cái tài năng ăn nói rất là khéo, đôi khi nói lời không thật được là cái bộ sao vũ khúc này. Thế nhưng mà rõ ràng thì vũ khúc vẫn mang một cái tính chất cô đơn, người ta chỉ nói khi cần thôi. Trong cái vấn đề giao tiếp thì người ta là cái người mà năng động, xây dựng giỏi các cái mối quan hệ ở bên ngoài. Thế nhưng mà đặc biệt là trong vấn đề về tình cảm yêu đương, trong các cái mối quan hệ thân thiết này, những người tri kỷ rất là hiếm. Hiếm mà có người nào thì là chia sẻ được cái tâm tư với cái người sao vũ khúc này. Xu hướng người ta cũng là cái mẫu người mà an phận, cái mẫu người mà chịu đựng, cam chịu. Người ta xu hướng là người ta giữ cho mình thôi, tâm tư họ cũng không thổ lộ ra bên ngoài đâu. Người ta nói chuyện thì người ta sẽ nói chuyện với người khác, không bao giờ là họ nhắc đến cái chuyện của mình đâu. Và cái tính của bộ sao vũ khúc, cái mẫu người hành kim, thường cái cơ thể thường khá là rắn chắc. Phú xưa có câu là vũ khúc là sao kim hình, vóc người nho nhỏ, tính tình thanh cao. Thế nhưng mà cổ nhân ở đây chỉ nhắc đến một cái mẫu hình nho nhỏ. Đây là một trong hai cái mẫu hình của người sao vũ khúc. Những người mẫu người nho nhỏ thì nó gọi là những cái mẫu người văn sĩ, văn nhân làm trong cái lĩnh vực về kinh tế, văn phòng. Còn cái mẫu người thứ hai, cái mẫu người mà khá là cao lớn, to cao, người mà lại có cái thân hình rắn chắc thì họ sẽ làm ở trong cái lĩnh vực về binh nghiệp. Binh nghiệp ở đây bao gồm về quân đội nhân dân, hoặc có thể làm ở trong cái lĩnh vực về thể dục thể thao này, vấn đề về võ thuật này, nó chính là những cái ngành về binh nghiệp. Đấy, cái mẫu người này rất là cao to, sức khỏe, thể chất thường là khá là tốt. Mình nói về thể chất nhé, nó thể hiện là cái sức khỏe về cái cơ bắp. Đấy. Còn về cái vấn đề về sức khỏe con người ta có bệnh tật gì hay không thì nó không thể hiện ở cái phần mà sức mạnh. Thì xu hướng người ta có cái sức mạnh thể chất cao hơn so với những người khác. Cơ thể rắn chắc hơn, xương thường là cứng hơn, xương to hơn so với những người khác. Mẫu người hành kim mà họ sống xu hướng là lý trí nhiều. Người sống lý trí thì xu hướng xương khá là to, xương nó dễ lộ ra bên ngoài. Thế nên cái mẫu người hành kim mà nó thể hiện cái sự cô đơn, sự lạnh lùng. Nhưng mà đấy, người hành kim thì có mẫu người mà khá là mạnh mẽ. Cái mẫu người mà cái tính của họ rất là khó thay đổi được. Cái tính cương cường, cái tính ương bướng. Người vũ khúc ở trong công việc là người mà đôi khi mang tính chất là hơi độc đoán. Người ta quyết định việc người ta không hỏi ý kiến ai cả, tự mình họ làm thôi. Cái tính độc lập, cái tính cô đơn ở trong công việc. Nhưng mà những mẫu người mà đi đầu, những mẫu người thành công thường là những người mà cô đơn, là những người mà thường là họ chỉ đi một mình thôi, ít có người mà thấu hiểu được lắm. Thì đi một mình người ta sẽ đi nhanh hơn. Cung mệnh của bạn này thì có bộ sao kình dương. Mẫu người mà có kình dương thì là cái mẫu người mà tính cách thường là khá cương cường, rất là mạnh mẽ. Kình dương nó đấy bộ sao tiểu thất sát mà. Thế nên là nó mang cái tính là tính lì, tính nóng, người hung. Người kình dương ở mệnh thì nó cũng được cách là cái cơ thể của người ta nó to khỏe. Cái mẫu người có cái sức lực nó bền bỉ là cái bộ sao kình dương. Kình nó thể hiện cái sự lớn lao mà. Thế nên là cơ thể to lớn, mẫu người xương cứng chắc trong kình dương. Rất thích hợp ở trong cái ngành về binh nghiệp. Không làm trong thể dục thể thao, chúng ta có thể làm ở trong cái ngành về quân đội nhân dân cũng được. Mệnh của bạn này thì có cái bộ sao hồng loan. Hồng loan ở mệnh, mệnh nam cũng vậy. Hơi điệu đà một chút. Đấy, cái tính hơi đồng bóng một chút, đấy, tính của hồng loan, tính hơi mềm. Đấy, hồng loan đóng mệnh thì con người ta cũng khéo, gọi là con người ta cũng có cái duyên đấy, cái duyên bên ngoài. Có thể là được cái duyên ở đây nó tiếp xúc với nhiều người, đấy, tạo các cái mối quan hệ nó tốt hơn,
Tam hợp ở đây hệ thống cung tài nó cũng có bộ sao đào hoa chiếu mà, nó thể hiện cái mẫu người này ra ngoài dễ tạo lập các mối quan hệ, cuộc đời nó hanh thông hơn, thể hiện nhiều cái duyên hơn. Duyên ở đây thực ra là các cái mối quan hệ thôi, nhưng chưa hẳn ở đây nó thể hiện cái tình yêu đâu. Người ta sử dụng cái duyên đó vào vấn đề gì? Cái người sao Vũ Khúc thì họ lại khá là tập trung về vấn đề về kinh tế, tiền bạc, lo cho vấn đề kinh tế trước. Đôi khi là họ sẽ bỏ bên ngoài là vấn đề tình cảm. Cung quan của bạn này thì có cái bộ sao tứ vi thiên phú, đều là các cái bộ sao lệnh tinh, bộ sao quyền tinh, tứ vi là vua. Thế nên là trong công việc đấy thì người ta cũng là cái mẫu người mà có tiếng nói trong công việc, người ta cũng sẽ có cái đường công danh. Thế nhưng mà tứ vi ở đây gặp tuần, các cái bộ tuần không thể hiện là ông vua nó bị mất ngai đấy. Người ta có tiếng nhưng mà người ta không có quyền, có tiếng mà không có miếng là như vậy đó. Thì người ta sẽ là cái người làm thầy đúng không? Thầy thì người ta sẽ mang cái danh thôi, chứ thực ra thì cũng không có quyền gì nhiều ngoài cái cách là dạy dỗ người khác thôi, không có quyền điều hành gì cả. Trong một cái cơ quan, trong một cái tập thể, xu hướng người ta, cái chức vụ người ta thường kiểu như vậy, người ta không muốn nắm những vị trí quan trọng, người ta chỉ muốn là có cái danh thôi. Mình có thể là cái người đứng đầu trong cái tập thể đó, nhưng mà mình sẽ không là cái người mà chỉ đạo hoàn toàn. Mình không phải là cái người mà lo về kinh tế này, lo về đối ngoại này, mình chỉ tập trung vào cái vai trò là giảng dạy thôi. Thế nên đó là cái mẫu người như vậy. Mặc dù trong cái cách làm việc của cái bộ sao tử vi thiên phú là cách làm việc nó rất là chắc chắn, rất là chỉn chu, rất là cẩn thận, cái mẫu người làm việc rất là trách nhiệm. Thế nên là trong công việc rất là hay được mọi người đề bạt. Tử vi nó có văn xương này, có hóa khoa, có tả hữu này. Thường là chúng ta sẽ làm việc liên quan đến hệ thống của họ nhóm, không thể là làm việc đơn độc một mình được. Tử vi mà đi với bộ tả hữu, cái cách mà mình có được cái người phò tá trong công việc, là cái người mà cũng có người đi theo đệ tử, hay là những người mà cấp dưới đi theo mình hỗ trợ rất là nhiều. Có thiên việt này, có văn xương, hóa khoa này. Hóa khoa đóng cung quan, vậy là có công việc của chúng ta nó liên quan chuyên môn rất là nhiều. Về cái bộ môn về võ thuật thì nó cũng cần rất nhiều cái vấn đề về chuyên môn, người ta hiểu về vật lý, xu hướng là sử dụng các kiến thức về vật lý nhiều, đứng thế nào cho chắc, rồi cái thế nào thì nó ổn, làm như thế nào thì nó không hại sức khỏe. Thì nó là cái cách mà chúng ta cần rất nhiều cái chuyên môn ở trong công việc, không phải là chỉ dùng sức thôi. Những người thầy thì là những người mà dùng cái chuyên môn để truyền đạt cho mọi người, và phải xử lý những cái thông tin đó làm sao nó logic và nó sẽ mọi người tiếp thu nó tốt hơn. Những người làm thầy khóa khoa đóng ở cung thân đấy, không thể tránh khỏi được là cái người mà truyền đạt kiến thức cho người khác, mang cái kiến thức của mình ra bên ngoài, hóa khoa cơ quan. Cung tài bạch của bạn ấy thì có bộ sao liêm tướng rồi, liêm tướng ở đây có bộ sao thiên không, có bộ sao tiểu hao, thì xu hướng cái đồng tiền người ta kiếm tiền là rất là minh bạch, thiên tướng mà. Cái đồng tiền mình chỉ lấy tiền bằng cái công sức của mình thôi, ngoài ra thì mình không lấy. Xu hướng người thiên tướng mang cái tính tự ái cao đấy, thế nên là người ta không thích cái vấn đề tranh chấp tiền bạc với người khác đâu, tranh chấp nhỏ nhặt này. Mỗi người mà không chi ly, mỗi người không tính toán, có cái bộ sao thiên không, có bộ sao hao và tống cùng tài bạch đó, cái mỗi người mà cái tư tưởng rất là thoáng, tiêu tiền thoáng, thường là rất là khó giữ tiền. Thiên không đóng ở cung tài bạch mà, không phải là cái mỗi người này không được kiếm được tiền, nhưng mà cái mỗi người này thường á, tiền bạc nó đến với người này nhiều, nhưng mà nó cũng ra cũng nhiều, đến nhanh mà nó ra cũng rất là nhanh. Thiên không cư tài thì cái khái niệm về tiền bạc nó không rõ ràng, đôi khi là người ta không biết cách tích lũy. Nhưng mẫu người này lúc thì người ta rất là thích kiếm tiền, lúc họ người ta lại không coi trọng cái giá trị của đồng tiền. Thiên không là vậy, càng có xu hướng về sau đấy, người ta càng có xu hướng là buông bỏ đồng tiền nhiều hơn. Vì ở đây cái cung thân của bạn có bộ sao tuần không, mà tuần không thì xu hướng đi vào cái cung thân, nó tức là chúng ta đi về cái hệ thống của những cái hậu vận, những cái năm cuối đời này. Tài của bộ sao thiên không, tiền thường là mình sau này mình không nắm giữ đâu, tiền thường xu hướng là cũng sẽ đưa cho vợ hoặc là chuyển đổi cho người khác. Thiên không cư tài thì không nên cầm tiền, cầm tiền thì tiền rất nhanh là nó sẽ ra ngoài thôi. Hoặc là chúng ta có thể đầu tư những cái dạng hình mà nó mang tính chất là nó bền vững, chuyển đổi sang cái dạng khác. Thứ hai là mình cho người khác cầm tiền thì hay hơn. Thiên không cư tài, cái khái niệm tiền bạc không rõ ràng, thế nên cái cách người ta quản lý tiền bạc rất là kém, là như vậy. Thân của bạn ấy thì về cái đất cung quan, thân lại có tử phú, tử phú ở đây gặp tuần, tuần đóng cung thân thì là một cách con người ta sống an nhàn thôi, con người ta biết hưởng thụ thôi, con người ta có một sự giác ngộ rất là lớn. Trong cái tam hợp thiên không cả tuần không nữa đúng không, con người càng về sau hướng con người ta càng giác ngộ, con người ta tìm được cái bến đỗ bình yên, con người ta tìm được cái chân lý của cuộc sống. Giác ngộ ở đây là cái cách mà con người ta nghĩ lại, ngẫm nghĩ lại cuộc sống, ngẫm nghĩ lại cuộc đời này chúng ta có cái gì. Thế nên là cái mẫu người thì bạn này cũng có cái năng khiếu về các cái bộ môn về lý học,
các bộ môn huyền học cũng biết về tử vi. Thế nên là xu hướng những người mà thường là biết về các bộ môn huyền học, sau này càng về sau họ sẽ càng giác ngộ hơn, là cái mẫu người mà biết được cuộc đời của mình đi về đâu mà. Thế nên là người ta càng có sự giác ngộ hơn so với mọi người. Phần lớn những người mà biết đến các bộ môn huyền học là cái mẫu người mà một phần họ đã biết được cuộc đời của mình nó đi về đâu rồi, và người ta phấn đấu đến đâu rồi. Rõ ràng là tử vi lâm tuần đóng cung thân thì cái đường công danh của mình nó không được cao, cái chức của mình, cái quyền của mình không được cao, nhưng mà mình sẽ có cái danh tiếng. Tử vi cư và cung thân mà là cái người nổi tiếng, là người được nhiều người biết đến, nhưng mà chỉ có cái danh thôi, nó thì không có cái phận đâu, và cũng không có cái tiền bạc nhiều đâu. Thiên phú gặp tuần mà phú phùng không xứ tài suy mà, trung thân nan bảo tư cơ lưu chuyển, cái cách mà phú mà đi với các bộ sao tuần không triệt không, cái cách này chúng ta càng ham mê về tiền bạc thì cái cách chúng ta càng dễ là rơi vào cái trạng thái là dễ bị thất bại. Thì cung phúc của bạn ấy có bộ sao phá quân rồi, phúc của hào này là cái cách mà con người ta chấp nhận được cái rủi ro. Nói chung là cái mẫu người này họ biết hy sinh cái lợi ích cá nhân. Song hao đóng ở cung phúc thì trong phú có câu rồi, song hao đóng ở phúc tài, đồng tiền tán tụ mấy ai có giàu. Phúc có song hao là xu hướng người ta biết cách bỏ của tiền ra cho người khác, bỏ của tiền ra để mình lấy lại những cái khác. Có thể chúng ta bỏ tiền ra chúng ta lấy được cái mối quan hệ, chúng ta làm cho mọi người vui vẻ, thì đó cũng là cái cách mà của cái mẫu người này. Phúc có phá quân mà, người ta suy nghĩ nó không phức tạp đâu, suy nghĩ nó đơn giản lắm, người ta không để bụng cái gì ở trong lòng đâu. Phá quân mà, suy nghĩ đơn giản, con người cái tâm tư nó cũng đơn giản lắm. Văn Khúc đi với bộ sao phá quân như vậy đấy, cũng thích thơ văn, cũng là một người mà yêu nghệ thuật, nhưng mà xu hướng thì con người ta có cái sự buông bỏ, có cái sự chấp nhận rất là tốt, sẵn sàng là người ta chấp nhận là mình mất tiền, nói chung là cũng không vướng víu gì nhiều. Ví dụ phá quân cư phúc thì những cái người đó, ví dụ như khi mà chúng ta gặp cái thất bại gì ấy, thì chúng ta có thể là buông bỏ rất là nhanh, là chúng ta quên đi nó rất là nhanh, chúng ta quên đi những cái thất bại đó, nó sẽ không làm chúng ta vướng bận nhiều, chúng ta vô tư hơn rất là nhiều. Phúc của phá quân là như vậy. Gọi là phúc phá quân thì cái dòng họ nó không được gần nhau cho lắm, xu hướng là dòng họ ly tông tổ nghiệp. Cái cách này cũng là cái số bảy vất vả. Phúc của hao mà, xu hướng là mình bỏ tiền ra để mình lấy lại những cái khác thôi, chúng ta lấy lại được cái tinh thần, chúng ta lấy lại được cái niềm tin của mọi người, chúng ta lấy được cái sự vui vẻ. Thế nhưng mà vấn đề về tiền bạc đấy cũng không được có nhiều, và xu hướng sau này mình nên buông bỏ thì tốt hơn. Thân có bộ sao tuần không mà cung tài bạch có bộ sao thiên không rồi, mỗi người mà hiểu đời hiểu đạo là như vậy. Sau đây thì mình xin hết về cái lá số này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.